mới vừa mở vẹt thì bị lúng anh em ơi, kéo nãy giờ không lên. Mới vừa mở vẹt thì bị lầy luôn anh em ơi. Kéo một đường tới đây nhưng mà không chịu lên nè. Lúc này thì xe kéo lại giải cứu anh em à. Cái chùm lẻ giật không lên tới xe kéo. Lúc này thì sư phụ mở rộng địa bàn ra. Quá trời lầy luôn. Mới vừa mở vẹt thì mắc lầy luôn rồi. Cây này thì cây cuốn hổ bị mắc lầy anh em ơi. Rồi, chuẩn bị giải cứu anh em ơi. Chằn qua bên nè, cái miếng ruộng chưa, cái miếng ruộng cắt rồi. Mở rộng địa bàn ra anh em ơi. Sư phụ lúc này đang mở rộng địa bàn ra. Tắt bùn dẻo kéo quậy không lên. Tắt nó dẻo nhẹo như kẹo vậy anh em ơi. Không có nước, phải có nước thì nó lột lớp được, còn cái này khô khô dễ dính dữ lắm. Đi cũng không xong mà tới cũng không xong mà ve cũng không xong. Rồi, không xong luôn rồi anh em ơi. Cây này bị dính luôn rồi. Đi hết được luôn anh em ơi. Tắt quá dẻo. Đúng là đất bùn dẻo đó. Rồi chịu nằm luôn. Chưa chịu nằm còn được được. Thank you.
chờ. Bàn lên. Ừ. Dược lại luôn. Quá dẻo à. Lúc này thì sư phụ cầm tài anh em ơi. Đổ quà bữa nay đi công chuyện không có nhà mất sư phụ cầm tài. Sư phụ bó tay à. Một xe kéo với cây châm lẻ giải cứu cây châm lẻ của hổ anh em à. Lúc này thì trời đang chuyển mưa quá, chuyển mưa anh em à, chuyển mưa đồng trên. Rồi, chuẩn bị giải cứu. Thấy vậy chứ nặng lắm không chịu lên đâu nghe anh em. Tại vì đất cục dẻo qua cái bờ nữa. Sư phụ đang điều khiển đội hình xe kéo máy cắt để giải cứu. Lúc này thì Đỗ Hòa đang cầm tài nghe anh em. Nãy giờ sư phụ bây giờ lúc này thì Đỗ Hòa cầm tài để giải cứu cây chùm lẻ của Hòa lớn ha. Gì là kéo đít hay sao à? Sư phụ đang điều khiển đội hình máy cắt cùng xe kéo để giải cứu cây châm lẻ của con hổ. Đây sư phụ đây. Rồi, đang nhích nhẹ cái lên anh em ơi. Gịch chằn bên này nó mới chịu lên. Cái phần pha hấp dẫn lấy lên mà mình quay không kịp. Sư phụ đang điều khiển đội hình nào mới vừa kéo lên anh em ơi. Thank you.
Rồi lúc này quà cầm tay luôn, cho sư phụ quá không bữa đi. Rồi cây hổ vô lụm luôn anh em ơi, cây đổ quà cũng qua luôn tham gia. Rồi rồi bắt này buồn dẻo chạy hao dầu dữ lắm anh em ơi. Cây con hổ nó bạn à. Lúc này chạy tùm lum đường hết trơn luôn à. Không hiểu chạy đường nào luôn. Cây con hổ mài nè anh em. Cái đít nó chìm xuống rồi anh em ơi, nó bị cẩm cái đít rồi. Rồi không xong rồi, không xong rồi anh em ơi, đang vượt lầy. Đi không được. Gượng mấy phát không lên. Đặt quá dễ quá. Không lên nổi anh em ơi, nãy giờ vượt lầy. Cái nữa. Ừ. Ừ, lên luôn. Lúc này thì hai đối thủ anh em à. Mới giờ lấy lầy về xong nè. Tắt này quá dẻo. Rồi máy cũng học. Ôi ơi ơi kìa. Chiếc nào cũng lạng hết rồi.